bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp một quẩn, 11 xứ, 17 giới. 141, chiêu pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh, chiêu pháp hòa sanh tồn và nương tâm làm sở sanh, chiêu pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm yếu hiệp đặng ba uẩn một xứ, một giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp hai quẩn, 11 xứ, 17 giới. 142. Chư Pháp phi hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh, chư Pháp phi hòa, không đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh, chư Pháp phi tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng hành, không thông lưu với tâm, trừ ra vô vi ngoại quẩn, yếu hiệp đặng hai quẩn, 12 xứ, 18 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp ba quẩn, không xứ, không giới. 143, Chiêu Pháp tự nội yếu hiệp đặng hai quẩn, sáu xứ, mười hai giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp ba quẩn, sáu xứ, sáu giới. 144 Chiêu Pháp tự ngoại, trừ ra vô viên ngoại quẩn, yếu hiệp đặng bốn quẩn, sáu xứ, sáu giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp một quẩn, sáu xứ. 12 giới. 145, Chư Pháp Y Sinh Yếu Hiệp Đặng Một Quẩn, 10 xứ, 10 giới. Bất Yếu Hiệp Bao Nhiêu? Bất Yếu Hiệp 4 Quẩn, hai xứ, 8 giới. 146, Chư Pháp Phi Y Sinh, Trừ Ra Vô Viên Ngoại Quẩn, Yếu Hiệp Đặng 5 Quẩn, ba xứ, 9 giới. Bất Yếu Hiệp Bao Nhiêu? Bất Yếu Hiệp Không Quẩn chín xứ chín giới một trăm chiêu pháp do thủ yếu hiệp đặng năm quẩn mười một xứ mười bảy giới bất yếu hiệp bao nhiêu bất yếu hiệp không quẩn một xứ một giới một trăm chiêu pháp phi do thủ trừ ra vô vi ngoại quẩn yếu hiệp đặng năm quẩn bảy xứ tám giới bất yếu hiệp bao nhiêu bất yếu hiệp không quẩn, năm xứ, mười giới. 149 Chiêu pháp thủ, chiêu pháp phiền não, chiêu pháp phiền não cảnh phiền não, chiêu pháp phiền não tương ưng phiền não yếu hiệp đặng một quẩn, một xứ, một giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp bốn quẩn, mười một xứ, mười bảy giới. 150 Chiêu pháp phi phiền não, chiêu pháp phi cảnh phiền toái, chiêu pháp bất tương ưng phiền não, trừ ra vô vi ngoại quẩn, yếu hiệp đặng năm quẩn, 12 xứ, 18 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào. 151, chiêu pháp cảnh phiền não, chiêu pháp cảnh phiền não phi phiền não, chiêu pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não yếu hiệp đặng năm quẩn, 12 xứ, 18 giới bất yếu hiệp bao nhiêu bất yếu hiệp chẳng có uẩn xứ giới nào một trăm năm mươi hai chư pháp phi cảnh phiền não chư pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não trừ ra vô viên ngoại uẩn yếu hiệp đặng bốn uẩn hai xứ hai giới bất yếu hiệp bao nhiêu bất yếu hiệp một uẩn mười xứ mười sáu giới một trăm năm mươi ba chư pháp phiền toái Chiêu pháp tương ưng phiền não, chư pháp phiền toái phi phiền não, chư pháp tương ưng phiền não phi phiền não yếu hiệp đặng bốn uẩn, hai xứ, hai giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp một uẩn, mười xứ, mười sáu giới. 154. Chư Pháp sơ đạo tuyệt trừ, chư Pháp ba đạo cao tuyệt trừ, chư Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, chư Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, cao tuyệt trừ yếu hiệp đặng bốn uẩn, hai xứ, hai giới. bất yếu hiệp bao nhiêu? bất yếu hiệp một quận, mười xứ, mười sáu giới. một trăm năm mươi lăm chiêu pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, chiêu pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, chiêu pháp phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ, chiêu pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ, trừ ra vô viên ngoại quận, yếu hiệp đặng năm quận, mười hai xứ, mười tám giới. bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có quẩn, xứ, giới nào. 156. Chiêu pháp hữu tầm, chiêu pháp hữu tứ yếu hiệp đặng 4 quẩn, 2 xứ, 3 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 quẩn, 10 xứ, 15 giới. 157. Chiêu pháp vô tầm, chiêu pháp vô tứ, trừ ra vô viên ngoại quẩn, yếu hiệp Đặng 5 quẩn, 12 xứ, 17 giới bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp không quẩn, không xứ, một giới. 158 Chư Pháp Hữu Hỷ, Chư Pháp Đồng Sanh Hỷ Yếu Hiệp Đặng Bốn Uẩn, Hai Xứ, Hai Giới Bất Yếu Hiệp Bao Nhiêu Bất Yếu Hiệp Một Uẩn, Mười Xứ, Mười Sáu Giới 159 Chư Pháp Vô Hỷ, Chư Pháp Phi Đồng Sanh Hỷ, Chư Pháp Phi Đồng Sanh Lạc, trừ ra vô viên ngoại quẩn, yếu hiệp đặng 5 quẩn, 12 xứ, 18 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có quẩn, xứ, giới nào. 160 chư pháp đồng sanh lạc yếu hiệp đặng 3 quẩn, 2 xứ, 3 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 quẩn, 10 xứ, 15 giới. 161 Quy pháp đồng sanh xả yếu hiệp đặng 3 quẩn, 2 xứ, 7 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 quẩn, 10 xứ, 11 giới. 162. Quy pháp phi đồng sanh xả, trừ ra vô viên ngoại quẩn, yếu hiệp đặng 5 quẩn, 12 xứ, 13 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 quẩn, 0 xứ, 5 giới. 163, chư pháp dục giới, chư pháp liên quan luân hồi, chư pháp hữu thượng yếu hiệp đặng năm quẩn, 12 xứ, 18 giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có quẩn, xứ, giới nào? 164, chư pháp phi dục giới, chư pháp bất liên quan luân hồi, chư pháp vô thượng, trừ ra vô viên ngoại quẩn, yếu hiệp đặng bốn quẩn, hai xứ, hai giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp một quẩn, mười xứ, mười sáu giới. 165, chiêu pháp sắc giới, chiêu pháp vô sắc giới, chiêu pháp nhân xuất luân hội, chiêu pháp nhất định, chiêu pháp hữu y yếu hiệp đặng bốn quẩn, hai xứ, hai giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp một quẩn, mười xứ, mười sáu giới. 166, Chiêu pháp phi sắc giới, chiêu pháp phi vô sắc giới, chiêu pháp phi nhân xuất luân hồi, chiêu pháp bất định, chiêu pháp vô y, trừ ra vô vi ngoại quẩn, yếu hiệp đặng năm quẩn, mười một xứ, mười tám giới. Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chăng có uẩn xứ, giới nào? Dứt xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp.